Xin chào các bạn đã trở lại với Kenmi Vlog. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái tháp tỏi dùng để trưng bàn ông thần tài nha. Mỗi dịp Tết về thì mọi nhà đều dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp bàn ông thần tài và người ta sẽ ra chợ để mua đồ cúng. Thì trong đó, trong những thứ đồ cúng để trưng cho ông thần tài trong dịp năm mới thì sẽ có cây tháp tỏi này nha. Cây tháp tỏi này có ý nghĩa phong thủy là cầu tài lộc cho gia chủ, rồi đem lại may mắn trong công việc làm ăn của gia đình nha. Nói chung là cây củ tỏi này thì nó có nhiều tác dụng lắm. Nhà nhà đều có chân nha. Nếu mà các bạn nhà nào chưa có chân thì hãy tranh thủ mua một cây tháp tỏi, may mắn về cho gia chủ nha. Sau đây mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm cây tháp tỏi này nha. Tháp tỏi thì nó có nhiều kiểu, nhưng đây là kiểu 5 tầng nha, mang ý nghĩa phong thủy ngũ hành nha. 1, 2, 3, 4, 5. Nó có loại tháp tỏi nhỏ hơn thì 3 tầng. Video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn cây tháp tỏi 5 tầng nha, cách làm cây tháp tỏi 5 tầng. Rồi các bạn cùng theo dõi nha.
đã hoàn thành tháp tỏi nha. Rồi cây tháp tỏi đã hoàn thành xong nha các bạn. Nhìn rất đẹp nha. Đây là những cái bông vải nha, để mình dậm vô thêm, trang trí thêm, làm điểm nhấn cho cây tháp tỏi nha. Nếu cây tháp tỏi không thì nó đơn giản quá, nhìn nó rất bình thường nha, nó không đẹp bằng. Cho nên mình phải trang trí thêm bông hoa đồ cho nó đẹp nha. Không biết từ khi nào cây tháp tỏi này nó đã xuất hiện ở quê hương miền Tây mình nha các bạn, rất là nhiều năm rồi nha, mười mấy hai chục năm có rồi. Còn lúc trước còn nhỏ đó thì mình thấy người ta trưng tỏi thôi chứ không có trưng cây tháp tỏi, nhưng mà càng về sau thì chắc người dân mình nó sẽ biến tấu thêm, làm cho nó đẹp thêm, người ta gáp thành một cái tháp như thế này nha, có ý nghĩa phong thủy, cầu tài lộc và giúp cho chủ nhà mình may mắn trong công việc làm ăn nha. Và video đến đây mình cũng xin kết thúc. Nếu các bạn nhà nào chưa có cây tháp tỏi thì hãy tìm hiểu và mua một cây về trưng, hoặc là thông qua video này mình có thể tự làm nha. Chúc các bạn một mùa xuân đầy may mắn nha. Xin tạm biệt. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, mình hãy đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video mới mình sẽ ra trong dịp Tết này. Rồi, xin tạm biệt.